Cái này mình đi từ nhà xào ra đó. Đó. Cái này cái này bữa nay mình chủ yếu mình quay cái bông đào, cho bông đào bông gì đó cho quý vị xem nó nở đẹp lắm. Cái này cây trúc kiển, trúc kiển. À, cái này là chuẩn bị cho mùa hè đó, mấy cây đào mùa này nó bắt đầu nở bông đẹp mà ha quý vị. Cái này có vàng xích đu cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Bông đào đẹp lắm ha, nó nở đẹp. Cái này đứng chụp hình coi cũng đẹp lắm. Toàn cảnh á, hồi xưa nuôi gà nuôi thỏ vậy, nó chạy vòng vòng đây đẹp lắm. Có để con chim giả nè, để đuổi mấy cái con chim lớn mà nó ăn thịt á. Để cái này nó có kiểu như có sợi pin á, nó hú lên á, mấy con kia nó sợ nó không dám lại. Cái kia thì bông màu hường, còn qua bên cây này giống như cây cũng hồng giòn hay là gì đó thì nó bông màu trắng. Đó, cái bông nó trắng nhỉ quý vị. Quay lại gần tí xíu thấy nở đầy luôn á, tới mùa trái đầy nhiều lắm, trái nhiều đó. Nhà kế bên là nhà của tụi Liên Xô hay gì đó. Không phải, nhà của người nước ngoài đó. Không biết người ta người nước nào đó. Nó nở bông trắng đẹp ha, dài dài ngày nữa nó nở lên đẹp lắm, nó nở nhiều hơn nữa. Ở bên này người ta phái ăn cái loại cây này tại vì tới mùa nó nở bông nó rất đẹp đó. Xa xa đặng có cái bông gì đó. Nhìn mình không biết bông nó bông gì. Ở ngoài này cũng còn lác đác mấy chậu hành nè. Hành thì nó ngay nó sống mùa đông được, nó không có sợ mùa đông. Hành nè ha, hành nè, ông anh ông trồng nè cũng trúng. Này cái ụ rau thơm rau quế vậy đó. Còn này hình như rau má nè đó. Ông cũng trồng nhiều thứ, ông ở nhà đó. Còn bông rất đẹp ha, đó. Nở đẹp luôn. Mấy cái này chả gì đó, không biết ông để làm gì nữa. Xa xa có chậu hẹ nữa nè ha. Đủ thứ món mà hẹ nó cũng chịu mùa đông nữa nè ha, nó không chết ngộ đó. Đó có cái hình con gì nhìn thấy ngộ à, con chim cú mèo đó. Chim cú mèo nè, nhìn thấy ghê không? Chim giả đó, chim giả mà nhìn như thiệt nữa. Nhìn từ xa thấy khiếp luôn ha, nhìn hết hồn, nãy Vi nhìn còn hết hồn nữa đó. Đó, cái này là trồng mấy cái cây lặt vặt rau này nọ để mình ăn đó. Này chắc ông tính đổ đàn ông để làm gì đó. Để mình quay qua bên đây mình quay cái chuồng, chuồng gà chuồng gì cho quý vị coi, rồi mình đi công chuyện này. Bữa nay mất công chuyện đi à, hồi đó mua cây về đóng cái chuồng. Cái này chuồng gà của bác ba. Bác ba ổng thích nuôi gà lắm mà bây giờ nuôi nó bị con này con kia ăn hoài à, thành ra không có nuôi nữa. Cái kia là chuồng đó, chuồng thỏ chuồng gì đó mà giờ mùa đông lạnh nè không có nuôi đó. Còn này là đóng cái chuồng con chim cút bữa hổm nuôi đó, mà nó dơ hay gì đó hay là nhiều quá thành ra bắt ăn hết rồi, bắt măng thịt. Bây giờ hình như còn có con gà để trong cái lồng nhỏ đó đó, đó. Cái lồng nó cũng gầm gà, bên này nó bán đẹp ha. Đó. Mấy chậu bông đó. Bông này cũng đẹp nè, nó hơi khác hơn bông nãy, nó lợt hơn, là nó hình như trắng lợt, trắng hường đó. Còn cái
cái bông kia là nó trắng luôn. Đó, cái này nhìn nhìn cái cảnh đi vô nhà đó. Này nhà kho bên này nó hay bán cái nhà bằng mũ cho mình chơi để đựng đồ đựng gì đó. Mùa hè. Rồi, chào mọi người ha, hẹn gặp mùa hè mình quay mấy cái cây trái lạ lạ cho mọi người quý vị coi ha.